Duyên Thi xin chào đến tất cả các cô chú bác anh chị và các bạn. Còn có vài ngày nữa là tới ngày lễ của người mẹ, thì bây giờ mình chuẩn bị đi shop và sẵn đó mình sẽ review tất cả các loại nước hoa và sau đó mình sẽ mời tất cả các bạn. Chút nữa mình sẽ về nhà mình review tất cả các nước hoa nhà mình đang có. Sẵn đó mình cho các bạn cùng xem. Xin mời các bạn cùng ngắm những chai nước hoa ở shopping Mayer nha các bạn. Thường mình đi mua nước hoa thì mình hay mua ở trong cái shop Mayer các bạn, vì mình vào trong này mình mua là bảo đảm 100% nước hoa nguyên chất, không có bị giả đâu. Trong này bán rất là nhiều loại nước hoa, họ để cho mình thử thoải mái luôn á các bạn. Đó, những chai nước hoa trong đôi giày rất là đẹp luôn. Cái chính giữa này thơm hơn. Rose gold thơm hơn. Yeah. Hồi nước mới vừa ly ra hot vô cùng. Dạ. Cái chính giữa thơm, mùi dễ chịu. Rồi, cái biển này đánh cỡ. Nhưng cái trên khoa được cái. Nhưng cái trên khoa được cái. Tặng thêm gift nhỏ nhỏ chứ gì. Có, đúng rồi. Còn cái chai này cho chi. Đúng rồi. Còn em xem là chi. Em xem em chai này nè. Dạ. Hello các bạn. Còn có vài bữa nữa là tới ngày lễ của Mother Day, là ngày lễ của người mẹ. Thì sẵn tiện với lại lúc trước mình có đi shopping mình mua dầu thơm á, thì các bạn có yêu cầu mình nếu mà có rảnh thì review mấy cái loại nước hoa cho các bạn xem, tại vì các bạn cũng thích nước hoa. Thì mình hứa mấy tháng nay rồi, công việc cũng lu bu, thì hôm nay là sẵn tiện, vài bữa nữa là tới ngày lễ của người mẹ. Thì sẵn đó, đây là những cái món quà mà Mother Day với lại sinh nhật của mình, con của mình, với lại mình cũng hay thích nước hoa. Sẵn đó những cái món quà mình sưu tầm, và đây là mình quay để mình chia sẻ với tính cách là chia sẻ cho vui chứ không phải là khoe khoang nha các bạn. Thì các bạn có thích cái video này xin ủng hộ kênh và cho mình một like chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Là phụ nữ thì chắc có lẽ phần nhiều ai cũng thích nước hoa, thì đây là những loại nước hoa mình rất là thích. Mình rất là thích nước hoa cho nên đi đâu mình thấy mình hay mua để mình sưu tầm. Và có những chai nước hoa nhỏ rất là dễ thương, đủ loại hiệu ở đây nè các bạn. Đó, loại hiệu nào cũng có. Mình thì rất thích xài Lancôme. Lancôme thì cái mùi thơm nó ngọt và nó dễ chịu, nó dễ thương lắm các bạn. Đây nè, những cái chai nhỏ nhỏ là mình cũng đã có mấy chai lớn qua rồi. Mình đã xài mấy chai lớn rồi. Đây là những chai nhỏ mình mua để mình sưu tầm. Còn cái này là loại nước hoa mới, cái mùi mới cũng rất là dễ thương. Đây là lúc mình mua nước hoa, người ta tặng mấy cái gift cho mình nè. Mấy cái mẫu để về mình thử đó. Đó. Cái này để mình đi du lịch hoặc mình đi chơi, mình bỏ vào mấy cái bóp nhỏ nhỏ đó. Để mình xài rất là tiện. Đây, mấy cái chai nhỏ nhỏ của các loại mùi của cái hiệu nè, người ta tặng thêm cho mình. Đó,
mấy cái chai này mình đi du lịch, đi chơi, mình để vô cái túi gọn lắm. Là cái hiệu của nó luôn, là cái mùi này rất là thơm, mới á, mùi mới đó các bạn. Đây là Lancôme, mình rất thích cái mùi này. Mình thì phần nhiều thích xài Lancôme với lại xì nè các bạn, cái loại này cũng rất là thơm. Mình mua cái chai lớn á, nè mình mua cái chai lớn nè các bạn. Thì bữa đó cái cô đó cũng dễ thương, có tặng cho mình thêm mấy cái chai nhỏ nữa. Có tặng cho mình hình như 3 chai á. Đây đây, 3 chai đây, 1 chai nữa nè. Đó, 3 mùi vị khác nhau, rất là thơm. 3 cái mùi khác nhau nha. Còn đây là Chanel. Chanel thì mình cũng có mấy chai mà đều xài nó hết rồi, nhưng mà mình không có thích lắm cái Chanel, cái mùi này. Phần nhiều là mình thích chai xì này với lại Lancôme. Mình có cái tật là xài cái gì quen rồi á, hay xài hoài hết rồi cũng mua lại cái mùi đó nè các bạn. Đây Lancôme. Còn mấy cái này là phần quà bữa Noel, cũng có vài người bạn tặng cho mình. Mình cũng có vài chai mình khui rồi nhưng mà xài cũng còn ít lắm, mình lấy ra thì cái kỳ quá nên mình chia sẻ mấy cái chai cũng còn hơi đầy ở đây cho các bạn cùng xem. Cái mùi này mình cũng rất là thích nè các bạn, thơm lắm. Cho nên mình xài cái gì mình hay xài hoài, mình ít khi nào đổi cái mùi nước hoa khác lắm. Hồi bữa có vài bạn kia mình chia sẻ mấy tháng ra mình hứa mà bận rộn quá không có thời gian. Hôm nay thì sẵn dịp còn có vài ngày nữa mình để của Mother Day, là ngày lễ của người mẹ kỷ niệm, cho nên thôi sẵn tiện mình cũng chia sẻ cho vui. Còn đây là cái gift của Christmas, quà Christmas. Thường cuối năm ở bên này người ta bán nước hoa đó, người ta hay có tặng quà kèm theo lắm. Đây nè các bạn, nó có cái chai lotion rất là thơm. Thơm lắm. Mình thích xài Lancôme lắm các bạn. Lancôme hiệu này nè, cái mùi này là thơm lắm. Với lại Lancôme á, cái mùi này nè, cái mùi màu tím này nè, thơm lắm các bạn ơi. Xài rồi hả, mình không thể nào quên được cái mùi đó luôn á. Thích lắm. Mình mà xài cái hiệu gì rồi á, cái mình đi mấy cái hiệu khác mình thử hoài cũng phải trở về cái mùi cũ của nó. Tại vì hình như mình xài nó quen rồi á, mình không có muốn đổi mấy cái hiệu mới nữa. Như cái hiệu này nè, hiệu Midian Lucky này rất là thơm. Đó, người ta cho mình mấy cái mẫu thêm của những cái mùi khác để về cho mình thử á. Đây nè,
các bạn, nhìn dễ thương lắm đó, rất là dễ thương. Nhìn cái chai nó nhỏ nhỏ dễ thương ha các bạn. Mình rất thích sưu tầm mấy cái chai nhỏ nhỏ như vậy nè đó. Nhà mình hả, như rượu á, mấy chai rượu cũng vậy, mình không biết uống rượu chứ đi đâu hả thấy mấy chai rượu nhỏ nhỏ đó, mình cũng hay mua về mình sưu tầm. Để bữa nào mình sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ về những cái chai rượu nhỏ nhỏ của mình sưu tầm đó nha các bạn. Chứ mình không có biết uống rượu cho nên mình không có mua rượu bự, mình mua mấy chai nhỏ nhỏ thôi. Đây nè các bạn, dễ thương lắm, mấy cái mùi này nó thơm lắm. Mình cũng có xài hiệu này qua rồi, nó thơm lắm chị. Thơm mà đó. Người ta cho thêm mấy cái mẫu để mình về mình thử đó, với lại mình bỏ vô mấy cái bóp của mình á, mấy cái túi du lịch đó, đi chơi mình xài. Thơm lắm các bạn. Đây còn mẫu nữa nè, để mình mở ra luôn cho các bạn cùng xem ha. Mình mua cũng mấy chai đó người ta mới tặng như vậy, chứ thường á là người ta tặng cho mình chỉ có 2-3 chai này thôi các bạn. Chứ mấy cái mẫu lớn như vậy họ không có tặng đâu. Cuối năm á mình hay đi siêu tầm nước hoa, tại vì cuối năm thường Christmas, Noel người ta hay tặng gift lắm các bạn. Mình mua mấy cái chai nước hoa này có khi á, nó có mấy cái ví rất là đẹp các bạn, dễ thương lắm. Ai mà thích nước hoa á, thì mình sưu tầm vậy nè, dễ thương đẹp lắm các bạn, đáng yêu lắm, dễ thương lắm. Đó. Đây, cái chai nhỏ cũng cái mùi khác nè. Để mình để đây cho các bạn cùng xem. Đó. Ba cái mùi khác nhau. Đây. Cái hiệu này thơm lắm các bạn thử mua cái hiệu này đi, Median Lucky này rất là thơm. Rồi, video của mình chia sẻ những cái món quà Giáng sinh và sinh nhật, với lại mình sưu tầm thêm những cái chai nước hoa mình đã yêu thích nhất. Và sẵn dịp má đời đây thì mình có thể mình mua tặng cho mẹ mình những chai nước hoa như vậy cũng được, rất là quý đó các bạn. Nhiều khi những món quà này nó quý hơn là tiền nữa đó. Thì mình xin phép tạm dừng cái video nơi đây. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và ủng hộ giùm kênh YouTube của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt các bạn.